chào quý khách. Hôm nay Sâm Ý Thịnh Phát xin giới thiệu đến quý khách một sản phẩm hồng sâm được rất nhiều khách hàng mua dùng hoặc làm quà tặng, đó chính là nước hồng sâm Sobek Ginseng chính hãng Hàn Quốc. Sản phẩm này có chiết xuất từ hồng sâm 6 năm tuổi Hàn Quốc kết hợp cùng nhiều loại thảo dược quý giá, giúp chăm sóc bảo vệ sức khỏe hiệu quả mỗi ngày. Với giá thành hợp lý, thiết kế hộp sang trọng, ngoài ra quý khách còn được tặng kèm một chiếc túi như thế này, rất thích hợp làm quà tặng sức khỏe đến những người thân yêu. Hồng sâm là sản phẩm của quá trình hấp xoáy nhân sâm tươi Hàn Quốc. Chính quá trình này giúp tăng hàm lượng saponin ginsenoside có lợi cho sức khỏe lên đáng kể. Hồng sâm cũng khắc phục được nhược điểm của nhân sâm tươi và thích hợp cho nhiều đối tượng người dùng hơn. Để giúp quý khách hàng có cái nhìn trực quan hơn về sản phẩm, cũng như thuận tiện hơn cho những khách hàng ở xa không thể đến showroom mua hàng trực tiếp, Sâm Ý Thịnh Phát sẽ mở hộp để quý khách xem rõ sản phẩm của chúng tôi. Với sản phẩm chính hãng, mặt trước chúng ta sẽ thấy tên sản phẩm, logo nhà sản xuất cùng quy cách đóng hộp là 30 gói với dung tích mỗi gói là 70ml. Mặt sau sẽ gồm mã vạch các thông tin về sản phẩm. Nước hồng sâm ginseng được bảo trợ bởi tập đoàn Samsung Hàn Quốc nên quý khách có thể yên tâm về chất lượng khi sử dụng. Bên trong sẽ có 6 hộp như thế này, mỗi hộp gồm 5 túi nước hồng sâm. Mỗi ngày quý khách chỉ cần uống trực tiếp từ 1 đến 2 gói mà không cần pha chế, rất tiện lợi và nhanh chóng để phục hồi thể lực, tăng cường sức khỏe. Nước hồng sâm Sobek Ginseng hỗ trợ tích cực cho các vấn đề sức khỏe như tăng cường miễn dịch, nâng cao sức đề kháng, ổn định tim mạch, điều hòa huyết áp, bồi bổ cơ thể, giúp máu huyết lưu thông, phục hồi sức khỏe sau vận động thể lực và trí não, tăng sự minh mẫn, tỉnh táo, giảm stress hiệu quả, giúp da dễ hồng hào, kéo dài tuổi thanh xuân, chăm sóc tốt sức khỏe cho đối tượng người cao tuổi, người hay bệnh vặt. Nước hồng sâm này uống buổi sáng và trưa là tốt nhất. Quý khách không nên uống buổi tối sẽ làm tỉnh táo, gây khó ngủ. Những người đi làm bận rộn, người lao lực, người cao tuổi rất thích hợp sử dụng nước hồng sâm Sobek Ginseng thường xuyên. Một mẹo nhỏ là chúng ta nên ướp lạnh sản phẩm trước khi uống sẽ giúp nước hồng sâm thơm ngon hơn. Nước hồng sâm Hàn Quốc chứa nhiều dược chất quý giá sẽ là món quà ý nghĩa để dành tặng bản thân cũng như những người thân yêu. Khi quý khách duy trì sử dụng liên tục mỗi ngày thì chỉ sau từ 1 đến 2 tháng, cơ thể sẽ có những chuyển biến tích cực, khỏe mạnh hơn, ít bệnh vặt hơn. Sâm Ý Thịnh Phát xin nhắc lại, nước hồng sâm Sobek Ginseng hiện đang có giá bán 700.000 đồng cho hộp 30 gói. Để tìm hiểu thêm về sản phẩm, quý khách có thể truy cập vào website nhansamthinhphat.com hoặc gọi trực tiếp tới hotline 090 77 999 88 để được tư vấn. Quý khách đừng quên đăng ký kênh Sâm Ý Thịnh Phát để cập nhật những thông tin về sản phẩm cũng như những chương trình khuyến mãi sớm nhất. Và bây giờ chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại. Có 3 cách để quý khách có thể mua được sản phẩm tại Thịnh Phát. Cách thứ nhất, quý vị có thể đến trực tiếp showroom Sâm Yến Thịnh Phát, số 853-855 Nguyễn Kiệm, phường 3, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, chúng tôi có đội ngũ nhân viên tư vấn và giải đáp các thắc mắc của quý khách hàng về công dụng cũng như hướng dẫn sử dụng sản phẩm một cách tận tình. Cách thứ hai, quý vị có thể gọi vào hotline 090 77 999 88 để được tư vấn trực tiếp và đặt mua sản phẩm. Cách thứ ba, truy cập website nhansamthinhphat.com hoặc samyến.com để xem thông tin chi tiết của sản phẩm và đặt hàng. Quý vị yên tâm là chúng tôi có dịch vụ giao hàng nhanh, thu tiền tận nơi trên toàn quốc. Sản phẩm sẽ đến tay người tiêu dùng trong vòng 12 giờ nội ô thành phố Hồ Chí Minh và từ 2 đến 4 ngày đối với các tỉnh thành khác.